Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất, và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Công an Sóc Trăng thu thập hồ sơ liên quan cây cầu 125 tỷ đồng, cầu Dù Thò. Cơ quan điều tra tại Sóc Trăng xác định nhận được thông tin tố giác tội phạm liên quan đến cây cầu lớn nhất của dự án trục đường phát triển tôm lúa. Ngày 30 tháng 1, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu ban quản lý dự án hai tỉnh Sóc Trăng cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến cầu Dù Thò. Cầu Dù Thò thuộc địa bàn xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên nằm trong dự án đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng đến vùng kinh tế trọng điểm tôm lúa. Dự án này đưa vào sử dụng khánh thành ngày 12 tháng 10 năm 2020. Động thái trên của cơ quan điều tra tra xuất phát từ việc nơi đây nhận được nguồn tin tố giác tội phạm tham mô tài sản xảy ra tại dự án cầu Dù Thò. Ngoài toàn bộ hồ sơ liên quan đến cây cầu, cơ quan điều tra còn đề nghị ban quản lý dự án hai tỉnh Sóc Trăng cung cấp hồ sơ phê duyệt dự án điều chỉnh chỉnh giá gói thầu số 8 của dự án đường tôm lúa chậm nhất là ngày 10 tháng 2. Tuyến đường trọng điểm từ thành phố Sóc Trăng về vùng kinh tế tôm lúa của tỉnh này có tổng chiều dài là 25,5 km, bắt đầu từ phường 9 thành phố Sóc Trăng, đi qua trung tâm huyện Mỹ Xuyên đến Dù Thò, xã Tham Đôn và kết thúc tại vùng nuôi tôm theo mô hình con tôm ôm cây lúa ở xã Gia Hòa 1. Tổng dự án trên có vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, trong đó cầu Dù Thò khoảng 125 tỷ đồng, mặt đường tuyến tôm lúa rộng gần 7 mét, hai làn xe, xây mới 10 cầu và 14 cống hộp trên 30 cống tròn. Đường này kết nối với tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển, huyện Trần Đề, cảng sông Sóc Trăng, quốc lộ Nam Hậu, Nam sông Hậu và quốc lộ 1.